Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 20 tháng 9. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời tiết khu vực tỉnh đang chuyển xấu, mưa tăng cả về diện và lượng trong đêm nay và ngày mai. Nguyên nhân là do trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Trong khi đó, những đám mây đối lưu cũng đang di chuyển về đất liền khu vực tỉnh, gây mưa nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc sét. Nền nhiệt hôm nay và ngày mai cũng giảm dần, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ, riêng khu vực phía Bắc cao hơn 1 đến 2 độ. Trên biển, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo đang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 9 năm 2021 cao nhất 375 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, thấp nhất 85 cm, xuất hiện lúc 20 giờ 30 phút.